Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin Ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 6 tháng 6. Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực công thương. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm tặng quà cho người cao tuổi. Phục chế tranh gỗ trong vụ cháy ở Copenhagen. Thưa quý vị, chiều qua ngày 5 tháng 6, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 480 giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Quang Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Hồ Quang Bửu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2024, chiều qua, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Nguyễn Minh Triết đến thăm trao thiếp mừng thọ, quà mừng thọ của Chủ tịch nước, của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và của tỉnh cho các cụ cao niên tại huyện Quế Sơn. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội người cao tuổi tỉnh, lãnh đạo chính quyền địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đã đến thăm mừng thọ cụ Hồ Tàu 100 tuổi, cụ Võ Thị Khinh 100 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trích 100 tuổi, cụ Bùi Xuân Tịnh 90 tuổi và cụ Huỳnh Thị Tư 90 tuổi tại huyện Quế Sơn. Thăm các cụ cao niên, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao thiếp mừng thọ, quà mừng thọ của Chủ tịch nước, của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và của lãnh đạo tỉnh cho các cụ cao niên. Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, chúc các cụ sống vui sống khỏe cùng con cháu, luôn là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu nỗ lực học tập, lao động, công tác tốt, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần tích cực xây dựng địa phương, quê hương đất nước. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội người cao tuổi huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, thực hiện tốt các chính sách chăm sóc người cao tuổi để các cụ sống vui sống khỏe sống hạnh phúc, là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Sáng qua, các đồng chí lãnh đạo huyện Tiên Phước đã đến thăm chúc thọ tặng quà các cụ tròn 100 tuổi và 90 tuổi nhân kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6 1941, ngày 6 tháng 6 2024 trên địa bàn xã Tiên Lộc, Tiên Lập và Tiên Thọ. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Tiên Phước đã thăm hỏi sức khỏe, tinh thần và đời sống của các cụ cùng gia đình, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương cùng gia đình tiếp tục chăm lo tạo điều kiện hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích, phát huy vai trò người cao tuổi trong giáo dục và làm gương cho con cháu. Được biết, đợt này huyện có 1.411 cụ trong độ tuổi được chúc thọ mừng thọ, trong đó 26 cụ trên 100 tuổi, 10 cụ tròn 100 tuổi và 79 cụ tròn 90 tuổi. Sáng qua, lãnh đạo huyện Nông Sơn đã đến thăm và trao bằng chúc thọ 100 tuổi cho 7 cụ, gồm cụ Hồ Thị Liên, Đào Duy Trinh, Lê Thị Đây, Hồ Thị Cái, xã Quế Lộc, cụ Nguyễn Thị Cải, Hồ Thị Hồng, thị trấn Trung Phước và cụ Lê Thị Hồng, xã Ninh Phước. Thay mặt đoàn, Bí thư huyện ủy Nông Sơn đã trao thiếp mừng thọ và quà Chủ tịch nước cho cụ tròn 100 tuổi, mỗi phần quà gồm 5 mét vải lụa và 1 triệu đồng tiền mặt. Nằm trong chương trình giám sát thường xuyên của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chiều qua, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh cùng đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh. Chuyên đề giám sát tập trung vào các nội dung về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, Ban đã thực hiện quyết toán 23 dự án với tổng vốn đầu tư hoàn thành là 1.729 tỷ đồng và đã được phê duyệt quyết toán 19 dự án với tổng giá trị 1.454 tỷ đồng và 4 dự án chờ phê duyệt. Trong phạm vi quản lý của Ban hiện còn 8 dự án vướng mắc cần tháo gỡ. Riêng công tác giải ngân, ngoại trừ năm 2022 đạt 99% do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Các năm còn lại từ 2020 đến 2023, các dự án do Ban Quản lý, các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh đều hoàn thành giải ngân 100% khối lượng. Ban cũng đã kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến xử lý đối với các dự án thất lạc hồ sơ.
một số dự án thiếu thủ tục kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong khi dự án đã hết thời gian bố trí vốn cho phép, ban quản lý phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để quyết toán, và các dự án đã phê duyệt kế toán lựa chọn trước đây không đúng thẩm quyền đề nghị cho phép quyết toán dự án cùng một số dự án khác. Những đề xuất của ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh được đoàn giám sát tiếp nhận, trưng cầu ý kiến các sở ngành liên quan để tìm giải pháp giải quyết dứt điểm những tồn động được nêu tại cuộc làm việc. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện Phước Sơn về tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Phước Sơn cho biết trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện gặp không ít khó khăn vướng mắc, qua đó ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Trong đó, khó khăn lớn nhất là về cơ chế chính sách, các văn bản ban hành thực hiện vẫn còn chậm hoặc chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, các ngành chức năng của tỉnh chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách đặc thù thực hiện chương trình theo nghị quyết 111, nên địa phương chưa có cơ sở đầy đủ để áp dụng triển khai. Ngoài ra, giá vật liệu tăng cao, nguồn cung các loại vật liệu thông thường khan hiếm, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án gặp khó khăn do quy trình thu hồi đất nhiều thủ tục kéo dài, dẫn đến tiến độ triển khai các công trình dự án chậm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của huyện trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời nhấn mạnh huyện Phước Sơn cần có quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ. Huyện cần quán triệt về trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với phương châm bằng mọi cách để triển khai thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu, bám sát từng danh mục dự án để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân nhóm công việc, nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị phụ trách. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án công trình, khẩn trương giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đối với công trình đang thi công cần tăng cường công tác thanh kiểm tra đôn đốc tiến độ, tập trung cao cho công tác giải ngân. Trong đó, nguồn vốn năm 2022 kéo dài phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, nguồn vốn năm 2023 kéo dài hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2024. Trong quá trình thực hiện giải ngân còn có sự linh hoạt, điều chuyển, phân bổ hợp lý phù hợp với thực tiễn. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với huyện Nam Giang về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, cùng dự có đại diện các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Nam Giang, tổng kế hoạch vốn năm 2024 huyện được phân bổ hơn 349 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn năm 2023 kéo dài, trong đó chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 34 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 119 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 196 tỷ đồng. Đến nay, Nam Giang đã phân bổ nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 là hơn 231 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 87%. Đến ngày 31 tháng 5, huyện đã giải ngân vốn đầu tư hơn 46 tỷ, đạt tỷ lệ 23,4%, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 8,63%. Huyện Nam Giang phấn đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2025, giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn. Tại buổi làm việc, huyện Nam Giang cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để huyện triển khai xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với ba xã Đắc Tôi, La Dê, Tà Biên, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các xã đạt dưới 15 tiêu chí, đồng thời điều chỉnh bổ sung kinh phí một số dự án thuộc chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện kế hoạch tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 6, sáng qua, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì đối thoại giải quyết vướng mắc của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh. Trong ba nội dung được doanh nghiệp kiến nghị có nội dung vướng mắc của dự án trường mẫu giáo Tân An và vấn đề thủ tục bổ sung quyết toán dự án. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng mong muốn ngành chức năng của tỉnh linh hoạt trong việc xác lập các điều kiện đấu thầu liên quan đến năng lực phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp. Đối với một số nội dung vướng mắc trong công tác thẩm tra quyết toán đối với dự án trường mẫu giáo Tân An, Sở Tài chính cũng đã có văn bản hướng dẫn nội dung vướng mắc trong công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An cũng đã báo cáo quá trình triển khai thực hiện công trình đối với công trình trường mẫu giáo Tân An. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các ngành và thành phố Hội An, Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp đối với một số nội dung thỏa thuận hợp đồng chưa đúng quy định của pháp luật. Về phía cơ quan chủ trì cuộc làm việc, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ có giải pháp đề xuất để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Ban tổ chức giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam sáng qua tiến hành chấm chọn các tác phẩm dự giải lần thứ 18 năm 2023-2024. Năm nay giải quy tụ 385 tác phẩm tham gia. Trong đó có 236 tác phẩm của 172 tác giả, nhóm tác giả tham dự giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Cụ thể có 77 tác phẩm của 48 tác giả, nhóm tác giả ở thể loại báo in, 64 tác phẩm của 53 tác giả, nhóm tác giả tham gia thể loại báo hình, 24 tác phẩm báo nói của 20 tác giả, nhóm tác giả dự giải.
Thể loại báo điện tử có 43 tác phẩm của 16 tác giả nhóm tác giả, cùng với đó là 28 tác phẩm ảnh báo chí của 16 tác giả nhóm tác giả tham dự giải lần này. Bên cạnh đó, năm nay có sự mở rộng của các giải chuyên đề với tổng số 7 giải báo chí tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, vì sự nghiệp đại đoàn kết, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và công tác bảo vệ rừng của tỉnh Quảng Nam, sông Ngọc Linh và vùng dược liệu Quảng Nam, cải cách hành chính và chuyển đổi số, sự trở lại của giải báo chí tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo và lần đầu tiên có hạng mục giải chuyên đề về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Có tổng số 149 tác phẩm của 120 tác giả nhóm tác giả tham gia các giải báo chí chuyên đề. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm năm nay có sự nâng cao về chất lượng, nhất là cách lựa chọn đề tài, cách thể hiện mới mẻ, đi sâu vào nội dung muốn truyền tải. Việc thu hút đông đảo sự tham gia của các tác giả đến từ nhiều cơ quan thông tấn báo chí tại Quảng Nam và trong khu vực đã khẳng định thương hiệu và tính lan tỏa của giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng. Sáng qua, thành phố Hội An trang trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng lực lượng vũ trang thành phố đã tích cực thực hiện khá tốt nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua quyết thắng, góp phần hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương hàng năm. Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ luôn được củng cố, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Qua phong trào đã có nhiều mô hình, cách làm hay như mô hình dân vận khéo, mùa xuân cho em, nâng bước em tới trường, hãy làm sạch biển. Nhiều năm liền, hầu hết các tập thể và cá nhân được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể Ban Chỉ huy quân sự thành phố 3 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng, 1 lần được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen và 2 lần được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và các hình thức khen thưởng khác. Dịp này, toàn thành phố có 14 tập thể và 28 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực công thương. Sáng qua ngày 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham gia giải trình báo cáo trước Quốc hội về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia thương mại điện tử. Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề của công nghệ là dùng công nghệ. Vừa qua, chúng ta đầu tư chưa nhiều để phát triển các công cụ công nghệ số, thực thi quản lý nhà nước trên không gian mạng. Phải coi công nghệ số như lực lượng quản lý cơ bản trên không gian mạng. Thương mại điện tử thời gian qua phát triển nhanh, dữ liệu cá nhân được thu thập, lưu trữ và xử lý ngày càng lớn. Đi kèm với nó là nguy cơ lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, ảnh hưởng đến thương mại điện tử và các lĩnh vực khác. Phải bảo vệ dữ liệu cá nhân như là tài sản quan trọng nhất của cá nhân. Báo cáo thêm trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, thương mại điện tử sẽ là một xu thế tất yếu và sẽ thay thế dần các chợ, các cửa hàng thương mại truyền thống. Về mặt pháp luật, Ủy ban Liên Hợp Quốc về luật thương mại quốc tế đã có luật mẫu. Việt Nam có thể chậm so với một số nước, nhưng đã quan tâm khá toàn diện. Có luật về bảo vệ người tiêu dùng, luật về giao dịch điện tử và các nghị định có liên quan để tập trung cho vấn đề này. Tôi thống nhất với các vấn đề của các đại biểu đặt ra hiện nay, đó là vấn đề an toàn, vấn đề an ninh của dữ liệu cá nhân, đó và đến vấn đề là hiện nay lợi dụng để lừa đảo, vấn đề liên quan an ninh mạng. Và đứng trước cái vấn đề này thì tôi thấy là mặc dù đã có nhiều bộ luật, nhưng mà rõ ràng là việc cập nhật để chúng ta làm sao mà có một cái sự thống nhất trong vấn đề khi đưa ra các luật, từ bộ luật dân sự, bộ luật hình sự, rồi các cái luật có liên quan, thì tôi cho rằng là lúc này là cái khâu triển khai để ban hành các nghị định mà trong đó có sự tích hợp từ các cái chính sách của các luật là hết sức cần thiết. Nên cái việc mà để triển khai tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa các luật là một cái nhiệm vụ cấp bách hiện nay liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo về bí mật dữ liệu cá nhân và cũng như là phòng chống các vấn đề hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trên mạng. Theo Phó Thủ tướng, cần phải đưa ra những tiêu chí, điều kiện cụ thể liên quan đến an ninh mạng, dữ liệu, giao dịch, hợp đồng và định danh, chữ ký điện tử, tính pháp lý của các tài liệu điện tử. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua trí tuệ nhân tạo để quản lý tất cả các hoạt động trên môi trường số. Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam đang lên kế hoạch tổng kiểm tra trên các bến thủy nội địa từ ngày 1 tháng 7 tới. Sau khi kiểm tra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ bổ sung các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực đường thủy nội địa, tạo thuận lợi cho vận tải thủy phát triển. Theo báo cáo của Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam, tổng số cảng bến thủy nội địa đã được công bố cấp phép và đang hoạt động là 5.553 cảng bến. Trong khi đó, tổng số bến thủy nội địa không phép trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia là 1.900 bến.
Trong số đó, 991 bến hết hạn hoạt động, 909 bến hoạt động không phép. Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam thừa nhận tình hình vẫn phức tạp do các bến không phép ngoài khu vực chi cục, cảng vụ được giao quản lý, chủ yếu thuộc địa bàn địa phương quản lý. Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra để Bộ chủ trì hoặc giao Cục chủ trì phối hợp với các địa phương, các lực lượng triển khai trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Sáng ngày 5 tháng 6, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng trong vụ ba người đuối nước trên sông Sài Gòn, đoạn qua bến đò Bù Cạp, phường An Tây, thành phố Bến Cát. Tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4 tháng 6 khi nhóm bạn có 7 em, gồm 4 em trai và 3 em gái ra tắm sông. Do các em bơi ra xa bờ, nước sông chảy xiết nên 3 em gái bị nước cuốn mất tích, 4 em trai may mắn bơi được vào bờ. Cả 3 nạn nhân đều 14 tuổi, trong đó có 2 em ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 em ở thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động phương tiện và lực lượng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị, với vị trí địa lý tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc, gần khu vực Tam Giác Vàng, trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, tỉnh Điện Biên là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Song với sự dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng chức năng đã ngăn chặn có hiệu quả tội phạm buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Huyện Mường Nhé có đường biên giới dài hơn 130 km với hai nước Lào và Trung Quốc, với 6 xã giáp biên. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương hàng hóa, song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Thời gian qua, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt 31 vụ với 35 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp. Mốc giới này dài, có nhiều đường tiểu ngạch nên là cái công tác kiểm soát vào ma túy vào địa bàn rất là khó khăn. Cái thứ hai là cái lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm của huyện này, cũng cơ bản là cũng chưa đáp ứng được với điều kiện thực tế, công tác nghiệp vụ sâu rộng đối với tập trung vào những cái đối tượng chủ mưu cầm đầu. Cùng với đấu tranh, chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng huyện đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng mô hình xã biên giới sạch về ma túy. Trong đó, nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm ma túy cũng thực hiện. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ quản lý người nghiện ma túy theo quy định, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Chúng tôi đã triển khai các giải pháp công tác nghiệp vụ, xác định các đối tượng, các địa bàn trọng điểm nổi lên, để từ đó là triển khai các biện pháp công tác công an để tập trung công tác phòng ngừa, xác định đối tượng, các đường dây nổi lên để xác lập chuyên án để đấu tranh. Huyện biên giới Nậm Pồ cũng là địa phương phức tạp bởi hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy. Nhiều đối tượng nghiện ma túy có những hành vi như mua bán, vận chuyển ma túy. Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ công an huyện đã khai thác triệt để nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án. Tính từ đầu năm đến nay, công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt giữ 30 vụ, 34 đối tượng, thu giữ trên 15.800 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng chuyên trách của công an huyện Nậm Pồ với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy còn mỏng so với đường biên giới dài. Và cái khó khăn thứ hai là về cái trình độ dân trí của người dân trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế. Và cái thứ ba là khó khăn nữa là về cái số đối tượng phạm tội ma túy thì sử dụng rất nhiều cái thủ đoạn tinh vi để tránh cái sự kiểm soát phát hiện của lực lượng chức năng. Chúng tôi đã chỉ đạo cho công an các xã là 15 xã phải đăng ký cái chỉ tiêu đấu tranh với tội phạm ma túy. Đấy. Bên cạnh cái việc là nội bộ lực lượng công an thì chúng tôi cũng nâng cao cái vai trò thực hiện cái nghị định 03 của chính phủ về sự của liên ngành về phối hợp các lực lượng như công an, quân đội trong đấu tranh phòng chống ma túy. Cuộc chiến chống tội phạm ma túy trên biên giới đang nhiều phức tạp, cam go quyết liệt. Lực lượng công an tỉnh đã và đang tập trung cao độ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ trên dọc tuyến biên giới với quyết tâm ngăn chặn triệt để tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, để phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực hiệu quả, Huyện ủy Phú Ninh đã triển khai mô hình phân công tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
qua triển khai mô hình đã và đang tạo sức lan tỏa, không chỉ giúp hộ nghèo thoát nghèo mà nghĩa đảng tình dân ngày càng gắn kết. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây. Đây là trường hợp tự nguyện xin thoát nghèo thông qua sự hỗ trợ của chi bộ cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Phú Ninh. Gia đình chị Huỳnh Thị Vui ở thôn Ngọc Tú, xã Tâm Dân rơi vào cảnh khó khăn khi chồng bị bệnh hiểm nghèo và mất năm 2019. Căn nhà cấp 4, đổ mái khang trang của mẹ con chị được xây dựng vào năm 2023 từ nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng của chi bộ mặt trận xã Tâm Dân và tiền dành dụm vay mượn người thân. Chị Vui còn được chi bộ đảng ủy xã, hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ làm ăn và học bổng cho con em đến trường. Cũng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, của ở xã, các ngành hỗ trợ cho ở gia đình thì trời cũng vượt qua được cái khó khăn. Thì nói chung là cũng về mẹ con cũng nâng niu nha, để đồn an đến trời đó rồi. Nhà cửa thì cũng nhờ các anh giúp đỡ để lồn. Cuộc sống của tôi giờ thì cũng nói chung cũng ổn định. Con thì trời cũng lớn rồi thì nói chung là cũng không có còn khó khăn như hồi xưa nữa. Bước ra từ biến cố cuộc sống khi có con cái có số phận không may mắn, bản thân ông Lê Văn Thanh, thôn Ngọc Tú, xã Tâm Dân đã cố gắng vực dậy trước cái đói, cái nghèo, đặc biệt với sự hỗ trợ tận tâm cùng hơn 15 triệu đồng đóng góp từ chi bộ các cơ quan đơn vị địa phương đã giúp ông phát triển mô hình kinh tế chăn nuôi hiệu quả. Đến nay, đàn heo gia đình ông phát triển ổn định với 1 con heo nái và 10 con heo thịt. Con bê mua nuôi sau hơn 1 năm cũng đã lớn và hứa hẹn mang đến nguồn thu lớn cho gia đình. Ông Thanh cũng dự kiến xin thoát cận nghèo trong năm nay. Từ cái sự hỗ trợ của tất cả các cái đoàn thể, của cơ quan đảng ủy này nó nói chung đó, thì cái cuộc sống bây giờ thì có con đó không thấy nữa đó, cũng khá cũng được rồi đó. Nhưng mà lần rồi mình cứ lần đến rồi mình nhen lần ra, thì hắn cũng cuộc sống cũng sẽ gần ổn định thôi. Với cái hỗ trợ phương tiện sinh kế để giúp gia hộ có cái phương tiện để rồi có cái điều kiện làm ăn phát triển kinh tế, thì tôi thấy cái hỗ trợ phương tiện sinh kế này nó rất có ý nghĩa đối với hộ. Tại vì nếu mà hỗ trợ tiền, hỗ trợ quà vật chất thì họ sẽ chi phí những cái mục đích khác. Còn hỗ trợ trực tiếp để mua bò, giống sinh sản hoặc là mua heo thì sẽ có cái phương tiện sinh kế để cho họ thu nhập ổn định hơn. Cụ thể hóa chuyên đề năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo duy trì, thực hiện có hiệu quả mô hình phân công tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. Theo quan điểm giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể, các chi bộ đảng bộ trực thuộc huyện ủy đã góp phần giúp 16 trên 49 hộ thoát nghèo trong năm 2023. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 1,93%, tương đương 447 hộ. Mặt trận, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên đều hưởng ứng cái vấn đề này rất đồng bộ. Nói chung là từ cái vấn đề tạo nhiều cái mô hình để giúp đỡ hộ nghèo, như phụ nữ là tạo cái mô hình chia sẻ yêu thương với những hộ khó khăn, phụ nữ yếu thế trong xã hội, rồi đoàn thanh niên giúp đỡ mô hình trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, rồi rất nhiều mô hình điển hình cụ thể. Thực tiễn cho thấy ở đâu cấp ủy chính quyền biết phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của đảng viên thì nơi đó cuộc sống của người nghèo bớt khó khăn hơn. Và từ những hiệu quả mà mô hình phân công tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo mang lại tại huyện Phú Ninh cũng cho thấy việc học tập và làm theo Bác một cách sinh động nhất của đảng viên tại huyện Phú Ninh. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, các bức tranh cổ được lực lượng cứu hỏa và người dân cứu được trong vụ cháy lớn tại sàn giao dịch chứng khoán có 400 năm tuổi ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch gần như đều có thể được phục chế. Hiện những bức tranh bị hư hại này đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch. Tại một nhà kho cách Copenhagen khoảng 40 km, các nhà phục dựng đang đánh giá mức độ thiệt hại gây ra cho khoảng 350 tác phẩm nghệ thuật đã được cứu. Một số bị hư hỏng do cháy hoặc bị sát, nhưng tác động lớn nhất lại là từ nước chữa cháy, gây ra những vệt dài trên toàn. Hiện chưa rõ chi phí cho việc phục chế những tác phẩm này.
Trong vụ hỏa hoạn tại sàn giao dịch chứng khoán mang tính biểu tượng của Đan Mạch hồi tháng 4, phần lớn mái, tháp chuông và tường của tòa nhà với kiến trúc phục hưng Hà Lan đã bị sập, với cảnh tượng tương tự như vụ cháy thảm họa ở nhà thờ Đức Bà Paris hồi năm 2019. Thưa quý vị, mạng xã hội X vừa cập nhật các quy tắc mới, chính thức cho phép đăng tải các nội dung và hình ảnh đồ họa có nội dung người lớn trên nền tảng này. Cụ thể, mạng xã hội X cho phép người dùng chia sẻ các nội dung người lớn miễn là được các bên liên quan sản xuất và phân phối một cách đồng thuận. Theo quy định mới, những bài đăng có nội dung người lớn phải được gắn nhãn và không hiển thị nổi bật, chẳng hạn như trong các ảnh đại diện của chủ tài khoản. Những nội dung người lớn sẽ không hiển thị đối với những người dùng được xác định là trẻ em hoặc người trưởng thành lựa chọn không xem nội dung này. Thưa quý vị, từ năm 2025, các doanh nghiệp tại châu Âu sẽ phải chứng minh rằng các sản phẩm của họ bán trên thị trường EU không liên quan đến nạn phá rừng. Quy định này sẽ có thể tác động tích cực đến thị trường lốp xe đạp, vốn sử dụng cao su trong sản xuất, đồng thời khuyến khích nhiều lựa chọn thay thế ra đời. Hiện nay, một số công ty đã cam kết phát triển và sản xuất lốp xe bền vững bằng cách sử dụng cao su tái chế từ nhiều nguồn khác nhau. Cũng có những loại lốp xe khác không có hơi hoặc lốp đặc. Gần đây, một loại lốp xe làm từ hợp kim mới thậm chí còn được giới thiệu ở Mỹ là có độ đàn hồi như cao su và độ bền như titan. Tuy nhiên, những lựa chọn thay thế này vẫn còn đắt đỏ và đôi khi hiệu suất của chúng chưa bằng cao su truyền thống. Do đó, việc áp dụng quy định của EU có thể khuyến khích đổi mới và đẩy mạnh việc đưa ra thị trường các giải pháp thay thế khả thi và cạnh tranh hơn. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 86%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 86%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng, gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 84%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 96%, gió nhẹ.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, kính chào tạm biệt.